Em xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là một bộ sách. Đây là một bộ sách 17 chủ đề này dành cho các bé nhà mình nhé. Đấy thì bây giờ em xin hướng dẫn cho mọi người cách lắp ghép cũng như là cách sử dụng cái bộ dán như thế này nhé mọi người nhé. Thì việc đầu tiên thì mọi người tháo ra thì bên trong hộp nó sẽ có các loại chủ đề như thế nào ạ. Đây, bên trong nó sẽ có một tập nhé. Để khi tí nữa khi mình lột ra thì nó sẽ có những cái gì nhé mọi người nhé. Đây là những cái miếng dán này, miếng dán và cũng như là cái miếng để hai mặt dính vào nhau nhé. Đấy. Còn đây là một tập sách để khi chúng ta làm thành một quyển sách nhé mọi người nhé. Đấy thì bây giờ em trong một hộp quy cách đóng gói nó sẽ có như này ạ. Được chưa ạ? Đấy, em lên đây để cho mọi người xem chi tiết cho nó rõ hơn nhé. Đây ạ. Ở đây nó sẽ có cái băng dính. Đây nha mọi người, lột cái này ra. Đấy thì ở trong bìa nó sẽ có các loại hình như này nhé. Đây, mọi người tháo ra này. Đấy, và mọi người lột cái túi bóng dính này ra. Em quay chi tiết cho mọi người cách sử dụng cũng như là cách gắn, bởi vì nhiều ba mẹ nhiều lúc là cũng không biết cách sử dụng cái bộ đồ chơi này như thế nào ấy ạ. Nên là em hướng dẫn cho mọi người luôn ạ, để mọi người đỡ phải mất công ạ. Đấy. Shop nhà em bán cái loại này chỉ 100k thôi nhá. 100k mà một bộ sách như này luôn ạ. Được chưa ạ? Đấy, có các hình dán như này luôn ạ. Đây ạ. Thì mọi người để ý giúp em với ấy, đó chính là cái này là có một cái loại miếng bằng, nó gọi là bằng cái gì nhỉ? Bằng cái bông bông ấy. Và đây này có ba miếng bông này. Và các miếng để dán vào thì mọi người nên để ý là cái miếng này để tí nữa dán vào sách nhé, không là nhầm đấy mọi người, dán nhầm mà là hỏng đấy, không phải là hỏng mà là mất thời gian về nột la dán lại đấy nhé. Đấy thì ở đây thì nó đều có các số đánh số ký tự này. Đấy thì ở đây thì người ta đã đánh số sẵn rồi này. Đây mọi người để ý nhé, đây là trang bìa đầu này và đây là trang bìa cuối này, đúng không? Thì đầu tiên là người ta sẽ đánh ghi này có số 1 ở đây này mọi người ạ. Đây ạ. Đây nhá, có số 1 ở đây này. Được chưa ạ? Số 1 xong rồi trang số 2 này. Đấy. Số 3 này. Số 4 này, số 5, số 6 này cho đến tận trang 33 và trang 34 nhá mọi người nhá. Đấy. Thì bây giờ mọi người, công việc của mọi người bây giờ nó rất là đơn giản đấy ạ. Nó chính là chọc hết những cái lỗ này ra nhé mọi người nhé. Đây ạ, em mở lật từng trang một như này luôn ạ. Đấy, mọi người gỡ hết cái này ra nhé. Cứ làm như vậy nhẩn nha, lần lượt. Đấy, đã xong rồi này. Đấy nhá. Đấy, xong rồi mọi người là dựng lên ạ. Đấy, mọi người dựng lên nhá. Đấy, sau là nó đã có ba cái lỗ như này rồi. Sau đó là mọi người dùng cái này nhá. Đấy, mọi người xuân quả. Một này. Hai này. Bà, đây quay gần vầy cho mọi người xem rõ hơn không ạ. Đây nhá, xem nào mọi người gài cái khuy này vào đây nhá. Đây ạ, đấy, cái khuy này, này cho mọi người xem cho nó rõ luôn ạ. Một cái này, cái khuy này nhá. Đấy, mọi người bấm chặt nó lại là được ạ. Rồi. Đấy, sau khi nó đã thành như hình quyển như thế này thì ok rồi mọi người nhá. Đấy. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nhá. Cách để mọi người
gắn những cái hình như trên này vào trong cái tập tài liệu như này nhé. Phân biệt hai miếng khác nhau nhé, không lại bị dán nhầm nhé. Đấy, thì bây giờ mọi người sẽ dán những cái này vào những cái ô, dán những cái ô vào những cái vòng tròn đã được người ta làm sẵn ở trên này nhé. Đây ạ. Đấy, mọi người cứ vậy dán hết đi nha. Rồi mọi người sẽ phải dán hết sạch như này nhá. Đấy, sau đó là kiểm tra xem còn sót cái nào chưa dán không. Đây. Em vẫn còn sót mất cái này. Rồi mọi người kiểm tra này. Rồi, như thế là ok rồi nhé mọi người nhé. Còn thường mấy cái này thôi. Đấy, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người tiếp tục lắp ghép cái này nhá. Đấy, thì mọi người để ý những cái này nhá. Đây ạ, chỉ cái này nó miếng dán này nó chỉ có 3 miếng thôi nhá. Thì mọi người sẽ phải để ý ạ. Mọi người để ý giúp em với nhá. Đây ạ. Ở đây nó sẽ có các thông số nhá. Đây ạ, để em hướng dẫn cho mọi người luôn nhé. Đây mọi người có để có thấy các số đây ạ, ở đây không ạ? Đây là số 17 này, số 29 này. Đấy, đây nhá, đây là cũng 29 này. Và đây 15 nhá. Đấy, hay là đây là 19 này, 29 này, 23 này. Đấy, thì bây giờ cái những cái này mọi người cũng làm y như thế giúp em với nhá. Đây ạ, đây là... bây giờ em hướng dẫn mọi người này. Đây 29 đi. Ok chưa ạ? Đây số 29 thì em sẽ mở trang đúng trang 29 nhá. Đây ạ, trang 28, trang 29 đây ạ. Đây trang 29 đây là những hình con cá đây đúng không ạ? Đấy, thì em sẽ phải lột những cái hình con cá này ra nhá. Đây, rất là dễ bong luôn ạ. Mọi người bấm lột ra như này là ok ạ. Đấy, sau đó mọi người lột cái này miếng này ra nhé. Mọi người dán vào đằng sau ạ. Đấy, như này là ok rồi ạ. Để khi hai cái miếng này nó dán nó tiếp xúc với nhau nó dính ạ. Như thế này ạ. Đấy, được chưa ạ? Thì mọi người sẽ dán vào đây nhé. Đây ạ. 1, 2, 3, 7. Đây, số 10 thì sẽ dán ở đây này. Đấy, số 9 thì mọi người lại cũng lột ra. Đấy, mọi người dán số 9 ở đây nhé. Đấy. Thì hình nó sẽ như thế này. Đúng không ạ? Theo đúng quy trình nó sẽ như thế. Đâu rồi nhỉ? Cái này là cái 10. Ô thứ 19. Đây, ô 19 đây nhá. Đây này, nó có số 19 ở đây này. Đây, các loại xe đây nhá. Xe này là xe... Được chưa? Đây, mọi người cứ để ý là dán ở giữa này là được nhá. À, như thế này nó ok rồi này. Đó, mọi người cũng cứ dán ở giữa thôi.
Sau khi dán hết nó vào được như thế này rồi là mọi người ok rồi nhé. Được chưa ạ? Đấy, sau khi dán hết nó vào rồi là các bé có thể chơi được rồi ạ. Đấy, thì những cái này đấy thì mình sẽ dán từ bên này, bỏ bên này để cho các bé nhặt từ bên này sang bên này này. Lắp ổn định như này thì 17 chủ đề thì đã xong như này rồi. Thì các bé chỉ việc chơi. Là như thế này rồi ạ. Đấy, các bé chơi các bé có thể dán ba vật. Có thể các bé đấy, các bé có thể dán từ bên này, nổ từ bên này này, xong là bỏ sang bên này được rồi nhé mọi người nhé. Đấy, để cho các bé học tập các hình nhé. Ok chưa ạ? Đấy, mọi người nếu mà thấy hay thì đừng quên cho em xin một lượt like nhé. Đấy, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho shop nhà em nhé. Được chưa ạ? Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn mọi người ở những cái video clip tiếp theo nhé, về những cái sản phẩm khác đồ chơi để em hướng dẫn cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.